Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập C trong danh sách 1000 bài tập về C. Thì đây là bài số 6. Bài 6 yêu cầu tính tổng SL bằng 1 chia cho 1 nhân 2 cộng 1 chia cho 2 nhân 3 2 3 cộng chấm 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 cộng 1 chia cho L nếu nên L bằng 1. Thì bài này mình có code sẵn rồi, bây giờ mình sẽ giải thích code cho các bạn. Hàm tính tổng này, đầu tiên là có hai thư viện nhá, hai thư viện này phải khai báo. Tiếp theo là hàm tính tổng. Trong hàm tính tổng mình sẽ làm gì? Nếu như mà L đầu vào mà khác không thì return 1 nhân mét chia cho 1 chia cho L nhân mét L cộng 1 chính là cái thằng cuối cùng ấy. Xong sẽ cứ giảm dần bằng cái cộng với tổng của 1 chia cho L trừ 1. À, còn cái tổng này thì chính thức nó sẽ cũng bằng công thức này, nhưng mà L đầu vào của nó không phải L, đầu vào của nó là L trừ 1 đây. Thì đây là hàm này được viết theo kiểu là quy. Còn nếu như mà khi mà L bằng 0 thì nó trả được 0. Và trong hàm main, đây hàm main đây, mình khai báo rồi. Đầu tiên là khai báo một số L cho người dùng nhập vào. Xong rồi là dùng lệnh scan để truyền giá trị cho L. Rồi tiếp đấy thì mình sẽ in ra cái tổng mà SL mình yêu cầu đề bài, tổng phân số từ 1 đến L. Mời mình run cho các bạn xem nhá. Mình sẽ nhập vào số 3 cho dễ tính này. Để 3 1 chia cho 2 1 cộng 1 chia 6 cộng 1 chia cho 14 là 0.75. Xem có đúng 0.75 nhá. Chuẩn luôn. Thì từ đây các bạn có thể áp dụng nhiều công với số mà to hơn này cả, như số 10 đấy, 0.9 thì nó nhiều ấy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nhé, chúc cả nhà học được tiếng vui vẻ.